qua cái giọng ca của bác này là thợ sửa xe ở trên Phú Thọ. Bác thợ sửa xe Phú Thọ này lấy một đôi loa DK. Và cấu hình hôm nay thì Tùng Nguyên cũng nên giống với cả cấu hình về Trương Mỹ hôm qua. Thì cấu hình về Trương Mỹ hôm qua là 10.600.000. Nhưng cấu hình này thì Tùng Nguyên nên cái cục đẩy nó đắt hơn 200 là 10.800.000. Cục đẩy có mã là BVK D2450, con này 450W một kênh. Đánh đôi loa này của Tùng Nguyên là loa DK, cặp loa này có giá là 4.800.000 một cặp. Đấy, anh em vừa rồi được bác khách này cũng trả lời rồi. Chất lượng của Tùng Nguyễn là loa dựng nhá,
không phải là ở phòng thu âm, hát trực tiếp ở tại chỗ dựng loa. Và Tùng Nguyễn lên với cho bác ý một cục đẩy BS, à một con vang cơ BS. Các bác vừa rồi đã thấy bác ý nhá, hát qua cái chiếc điện thoại, đó là bác ý đang bắt Bluetooth trực tiếp vào con vang này. Anh em có nhu cầu mà hát karaoke, hát trực tiếp vào vang này thì hát qua điện thoại cũng đều được, rất là tiện. Anh em thích chọn bài nào thì chọn, đấy, hát Bluetooth rất hay. Ví dụ như các dòng Gre Putin huyền thoại thì nó đã là về dị vãng rồi, các dòng này nó không có Bluetooth thì anh em đều không thích nữa rồi. Và bây giờ là các cái dòng vang nó là ra cái đời gọi là 4.0 Bluetooth hiện cổng quang đầy đủ hết. Và dòng này là 16 sò, cả bu áp là 20 sò, chạy 450W một kênh. Đấy, đánh Tùng Nguyễn ghép với cặp loa mà 4.8 triệu này, thì Tùng Nguyễn chỉ ghép với cặp loa cặp cục đẩy 16 sò thôi, 450W để đánh với cả đôi loa này. 10.800.000 anh em sở hữu ba thiết bị, đó là một cục đẩy và một chiếc vang và một đôi loa. Còn bộ mixer anh em có thể là lấy mixer của Tùng Nguyễn thì thêm độ tầm 2 triệu nữa để anh em có thể lấy mixer. Còn đây là bác ý có ở nhà có các thiết bị rồi. Đây không phải là dân chơi bình thường, đây là dân chơi loa rồi ạ. Bác này cũng chơi rất là nhiều loa rồi và đặt niềm tin vào Tùng Nguyễn và đạp xe đạp từ Phú Thọ về nhà Tùng Nguyễn. Đấy, và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.